Món gì đây? Ai à, này nhà nội trợ à? Có biết nấu ăn không? Nấu đúng tục rồi. Cá hấp à? Ừ, nấu cá hấp. À, cá này gọi cá gì đây? Càn túc. Bừng túc à? Càn túc. Càn túc. Đây là cá hấp. À. Xong để nguyên con mà bẻ đôi ra chi? Không. Nó đẹp chứ, à cái son nó bé quá. Vợ đi đâu? Chơi được nhà em. À, nay đi về thăm anh trai hả? Ông già xây nhà chưa? Không có tiền để xây. Không có tiền xây sao được cái nhà nó đang ở vậy này, phá đi. Dạ đi sợ mưa. Mưa là nó sập hết. Đi lấy rượu ngon uống này. Hả? Có uống tí rượu ngon không? Hả? Khá lâu rồi nay mới gặp lại Suman các bạn. Đấy. Tí ông già ông vào mà. Ông già tí vào đây à? À. Mến chào toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại video tiếp theo của Dâu. Hôm nay đến nhà Suman, có gặp ông già Suman đang qua thăm Suman và ông có xách món vịt quay qua thăm Suman. Thật là tuyệt vời. À đây ông xã đây gì nữa? Không, anh trai. À anh trai à? Món này món gì đấy Suman? Bò. Bò xào à? Mò. Nhà gặt lúa xong chưa? Bò lâu rồi. Em vừa vào. Nhà ông già chưa làm nhà. Ủa bây giờ đang ở đây mình phá đi mà không làm lại. Chắc là mai mốt. Chúc chơi Suman à? À hôm nay đi qua nhà Suman chơi thì không ngờ lại gặp mà chú Pok là ba của Suman sang chơi. Anh em nó lại mua mồi về để ngồi vui với anh em một xíu nha. Không hát bài Happy Birthday à? À nay sinh nhật Suman à? Hôm nay sinh nhật Suman đấy. Nay sinh nhật Suman đấy. Vậy là bố qua chúc sinh nhật Suman hả? Nhưng mà không có cái gì hết. À, như thế này thôi. À thế. Vậy là sinh nhật Suman tuổi thứ bao nhiêu đấy? 82. À tốt. Đây là vịt quay các bạn này. Đây là rau thơm. À, đây là món bóp nộm. Đấy, nay sinh nhật Suman đấy. Nay ba của Suman là chú Bóc để mua đồ qua làm sinh nhật cho Suman đấy các bạn ạ. Nhưng mà chưa say nó chưa hát được. À chưa say. Xong hát nhất. Và khi nào phải say thì mới hát được đúng không? Nó tổng. Suman xuống lấy cái ly rót cái này uống Suman ơi. Từ uống bia trước đã. Chúc Suman sức khỏe bằng cái này phát. Suman chạy xuống lấy cốc này uống với Suman. Uống con này kiếm mà đau cán rồi. Là con trai rồi. Kiếm cần một đứa con trai không? Đúng rồi. Suman là được mấy đứa nhỉ? Hai đứa con trai. Hai đứa con trai. Vậy là uống cái này vào là làm thêm con gái. Thêm con gái nữa. Ừ. Nó gọn hả? Nó nằm hai cái này đập lên. Còn đó sao bây giờ? Đã chứ. Tìm không được. Quy trình mình sao nó mang cái này. Chắc là em thầy. Dạ mà mết hết em mết. Cách nghĩa mà mết. Thằng đâu rồi? Đấy. Ít chơi.
Thế thôi à? Làm nhiều quá thì tí nữa. Hết cổ họng. Nó phải vậy. Này. Chúc Sư Man sinh nhật vui vẻ nhá. Dạ. Đấy. Nhưng mà sinh nhật của em không có cái gì hết. À. Nhưng mà thì... Thì hôm nay anh đi qua vô tình ghé với em thì thấy ba em vô đây là đâu biết sinh nhật em đâu. Dạ. Biết sinh nhật của em thì anh làm cho cái bánh ở ngoài huyện luôn mang vào. Chúc Sư Man nhiều sức khỏe nhá. Ngọc thằng nhồn hụt cao lão. Mấy chị em ngồi dưới kìa. Không ăn đũa với chén, mình bảo là đây là phong tục tập quán của người địa phương mình là như thế. Mình sống không thể phân biệt được bởi vì là phong tục tập quán này đúng không? Sống ở đâu thì mình theo ở đó đúng không? Bình luận cái này chứ. Thì trên bên Ấn Độ người ta cũng ăn bốc vậy mà sao đâu? Nói ở Gia Lai đũa nó đắt quá. À đũa đắt quá. Đúa không nói, ta mua rượu mua mồi thôi. À. Rượu mồi thì có nhưng mà lại không mua đũa, mua chén. Không mua đũa, mồi đũa chứ đũa. Vậy cho nên là cái phong tục của người Gia Lai mình là như thế đúng không? Từ đời ông, từ đời ông đời cha là như thế rồi. Ăn xong lau quần. Lau quần. Chùi chùi vào quần. Ừ. Có lạ mì dạ với bút khoái cái tay xong nó đúng bút vui vào gọi là lá mì giã bột. Qua đám cưới trong kia cũng có cái món đấy nhưng mà Lâm chưa quen chưa ăn được món đấy. Hôm như vậy thế anh ăn được quả này, cái cá nào đó. Cái này là cái gì, cá gì? Cá nhỏ nhỏ thôi, đắng đắng. Núi mùi là mình không dám ăn à, mình không quen. Đâu cái này là nếu mà có cá nướng mình châm vào thôi rồi luôn á. Cái này thì sẽ san rồi. À. Đây là gọi là cá gì? Cá nhét. Cá nhét. À cá này mình cũng nghe là như họ mà nấu canh á. Đắng lắm. Đắng lắm. À. Cá này đắng lắm. Ừ. Thôi nè. Có cá. Có gì mời chú bóc nè. Ờ bình thường có. À. Phải xong của cô mới nhờ. Ừ. Mình uống nhấm nhóc thôi, mình còn đi đường về nhá. Ừ. Phải uống say ấy, chờ về tiếp đấy. Ừ. Cái gì? Cái nhà nào bây giờ này? Gì? Mới đi ngành hả Long ấy? À đây là em vợ. Em vợ. Tên là gì? Mới đi ngành gì? Tên là gì? Níu. Níu à? Níu là. Níu. Níu là níu là. Níu. Và cái gì vậy? Thế mà nếu là được bao nhiêu đứa con rồi? Cái mặt là ba đứa rồi. Ba đứa à? Mấy trai mấy gái? Mấy trai mấy gái? Hai cái, một trai. Hai cái, một trai. Con trai là béo phì giống như con trâu. À. Nào. Cứ ăn tự nhiên đi, không phải ngại gì đâu, cứ thấy ai là thấy con Lâm ở đây là ngại không dám ăn, cứ ăn tự nhiên thôi. Con Lâm già đấy. Là người địa phương ấy, là nhậu ấy, là ăn ít môi thôi, là nhịp phá rượu thôi. Đấy. Chủ yếu là uống rượu, còn ăn mồi ít, ít ít thôi. Ba con chim sẻ, 10 người ăn không hết. À. Đấy. Ba con chim sẻ 10 người ăn không hết. Đấy là chắc là mồi ít quá, toàn nhường nhau thì sao hết được. Thế là thế nó loại giá nhiều ớt, người ta không dám ăn. Đấy. Ớt mới lại do ít quá không dám ăn. Đấy. Đúng không? Như thế nó mới chuẩn. Ừ. Chính xác. Ba con chim sẻ nó làm màu thôi mà. Vô đúng rồi. Chủ yếu là uống rượu đúng không? Ừ. Cái đó có nhiều mình phải tươi bét. Cái hôm ấy mình thanh niên á đi ăn món này chán hết rồi lại quay về chỗ nhà ban ở Gia Lai á là xuống xe á xong là lấy mình 5 đứa lấy là 5 con ốc xong là rưa xong là cứ sao lên là cứ làm như lậu ấy à cứ gấp và
ông nào cứ gấp ốc của ông đó, gấp rồi uống rượu say nhưng chết luôn. Năm đứa bò ngày mai cứ cười kha kha đấy. Đây là mua vịt quay cho nhà Quyền đúng không? Ừ, nhà Quyền đấy, bán mua nhà Quyền đấy ngoài. Nâng loan đi. Hôm nay chúc mừng sinh nhật Saman mà. Đây là Saman hôm nay sinh nhật gọi là đại tiệc đấy. Do Saman không báo Lâm như Saman mà sáng mà Saman bảo nay là Saman làm sinh nhật mời Lâm vào là Lâm sẽ mua cho một cái bánh sinh nhật đàng hoàng, cái sách cho thùng bia thì không báo thì Lâm đâu biết được, đi qua chơi ghé thăm Saman để vô tình gặp anh em thế này thôi, nó rất là mộc mạc và vô tình thôi. Thôi nó phải khô đàng hoàng á, là mình nướng xong là mình giá với ớt với cái lá lá cát lá gì lá cát lá ngò gai à, lá ngò gai hả? Cái lá răng cưa gọi là cây mùi tàu răng cưa mùi tàu ớt của anh dạ, với cái đó là nó phải mới hợp nếu không phải có nghề lạ của người địa phương á và càng hợp hơn nữa. Cho nó nguội luôn nha. Và buổi sáng nó to anh sợ nha. Nhưng mà buổi sáng á là không nước đã lên rồi. Mình lấy cái nước nóng của mình á. Cầm nóng phòng là mình bo này một ít. Mình chôn bên nhau. Nguyên nhân để rồi. Dạo mình lấy cho cái nhà này mà anh ăn hết tôi luôn á. Ngon cực kỳ luôn. Tại nhờ phải quen mới ăn được. Cái đấy phải quen đã mới ăn được. Hồi xưa là em đâu ăn cái này đâu. Là ông già đây đi xưa là nhiều có cái này. Đi lấy quả ư ấy. Đi lấy quả ư xong là nó mang về ấy. Cái đó tao ăn đắng lắm đâu. Em chưa ăn đắng mà. Bây giờ là ăn. Nói chung là cái suối mà nhà đây không có em. Suối đây không có là hiếm lắm, con này hiếm lắm. Nói chung là các bạn ạ, người Rarai là người ta rất nghèo, rất là vất vả. Đấy, hôm nay là sinh nhật Saman mới được một món ăn. Nói chung là như này là rất là thịnh soạn rồi đấy. Chứ ngày thường chỉ ăn lá mì thôi. Ngoài Bắc thì người đồng bào ngoài Bắc thì ăn mèn mén. Còn trong này người ta ăn lá mì với bột, bột gạo. Cuộc sống ở trong này người ta còn rất là vất vả. Cho nên các bạn xem những cái thức phim như thế này thì các bạn phải trân trọng. Các bạn đừng có bình luận là thì sao người ta ăn như thế nọ thế kia. Cái đấy là các bạn chưa được sống trong cái môi trường cũng như hoàn cảnh thì các bạn không biết được. Các bạn sinh ra từ tức là vạch đích của các bạn là nhiều khi là vạch đích nó đã quá suôn sẻ rồi thì các bạn thấy cuộc sống nó cao sang mỹ vị. Nhưng mà khi các bạn đến với người dân thì các bạn thấy những bữa ăn của người dân ở đây rất là vất vả, còn rất nhiều khó khăn các bạn. Mong một ngày nào đó các bạn hãy về với Gia Lai, các bạn hãy ghé thăm người con, bà con của người Gia Lai, trải nghiệm cuộc sống hàng ngày của người ta như nào. Đấy, ngồi cũng không cần chiếu, thậm chí là chỉ quét sạch đi là ngồi như này thôi, rất là dân dã, sống rất là chân hòa. Đấy, đây là chú Pop, ba của bạn Saman. Thì hôm nay là bạn Saman là sinh nhật thì chú đã ra chợ chú mua ít vịt quay về cho con trai của chú đấy. Rất là chú Bóc rất tuyệt vời. Xin chào các bạn. Vì hôm nay là Saman nó không có thời gian đi mua mồi. Đấy. Bắt con gà. Nhưng mà thì con gà của Saman là nó đội trên cây hết rồi. Nhưng mà thì Saman thì alo cho ông già mang cho một con vịt. Hôm nay là sinh nhật của Saman. Nhưng mà thì không có cái gì hết. Mong các bạn xem thông cảm cho Saman. Hôm nay là Saman chưa say nhưng mà chưa nói rõ được là hôm nay là xin chào các bạn nhé. Bạn Saman đã chia sẻ là hôm nay đến nhà bạn ấy thì trong cái bối cảnh như này các bạn xem video mà thấy nhiều cái nó không đúng hay không hay thì các bạn cũng thông cảm, do bởi vì người dân sống mộc mạc như thế này hồi giờ rồi các bạn ạ. Nhiều bạn ở thành phố thì sống xa hoa rồi ăn những món sơn hào hải vị cũng không biết được bà con sống nó còn đang vất vả như này. Và đấy, cuộc sống thường ngày là như này mà hôm nay là ngày sinh nhật của Saman mới được ăn ngon như này đấy các bạn ạ. Đấy rồi, ok, nào là chúc Saman sức khỏe nào.
Đây. Mời các bạn theo chân của Lâm đi xuống xem mâm dưới. Mâm dưới các mẹ các chị ở dưới như thế nào nhá. Và trận đó là chắc phải nó kêu hết. Đấy. À hôm nay là sinh nhật của Siman đúng không? Thế mà không báo Lâm biết này, Lâm đi qua chơi đâu biết đâu. À mâm dưới này đang ăn cái gì rồi? Đây ăn rồi. Ồ. Sinh nhật của anh ta. Jimmy à? Jimmy. Biết thầu những bài à? Bài à. Hôm nay sinh nhật Siman đúng Lâm không biết. Lâm đi chơi qua đây để thấy Siman là ghé vào thăm Siman thôi. Nhưng mà hôm nay mà sinh nhật Siman mà báo cho Lâm là Lâm mua cho một cái bánh sinh nhật với sách cho một thùng bia. Đấy các bạn, đấy sinh nhật Siman đơn giản thế thôi đấy. Trên kia là có ba Siman với mấy anh em. Đây là em gái của Siman. Đây, Siman là bằng tuổi Lâm mà đã có con dâu này các bạn này. Đây là con dâu của Siman. Đấy. Đấy bà con ăn chỉ thế này thôi. Dạ, sinh nhật của anh trai. Sinh nhật đấy các bạn ạ. Ngày thường là ngày thường bà con chỉ ăn bột mì thôi. Bột mì ở đây tức là lá mì nấu với lại bột thôi, nghèo lắm. Nghèo rất là tơi này. Đấy. Nào, chúc vợ Siman nhiều sức khỏe nhá. Đây là em gái Siman này, chúc em gái Siman. À con dâu trai của Siman. Vậy thế nay bố chồng sinh nhật có mua cho bố chồng cái gì không? Mua cho rượu quá. Trời ơi. Nhưng mà mua xoài thôi. Con yêu tặng bố chồng xoài. Mình làm một miếng xoài lắc nhá. Đây gọi là xoài lắc làm theo phong cách của Campuchia đúng không? Không có vỏ luôn. Được. Ăn vỏ nó mới thơm. Nhiều bạn xem video là bình luận mà cái ông này đi vô làng ăn cái gì cũng ăn, nhưng mà người dân ở đây sống rất là chất phát, thật thà. Người ta sống sao mình vậy đúng không? Mình đâu có sống phân biệt đúng không? Mình phải thương yêu. Chứ có lá mì sợ làm với bột là không ăn được đúng không? Đúng rồi, món này anh không ăn được, chưa ăn được. Đúng rồi. Biết rồi. Gần mà nó được cái tiền. Thì có người không quen là không ăn được. Người quen là ăn rồi, người quen thì ngon mà. Thế là hôm nào ba em mà xây nhà thì gọi anh vào nhá. Nè. Nè. Ồ, được. Lâm không uống hết được cái này có sao không? Không. Uống một nửa nhá. Uống hết à? Chết thật đấy, biết thế. Đây. Đổ đi. Đổ đi, Lâm muốn đi xe nữa. Ê, này. Để thằng cu này chở đâu có sao. Không, Lâm muốn đi xe đường xa. Ô la. Mình giờ là người một nhà rồi, phải thông cảm. Đúng không? Một nhà chứ, nhà thế hả? Mình yêu ạ. Sinh nhật cho chồng mà không tặng cho chồng cái gì. Thế nay mua cho chồng cái gì? Mua rượu, mua bia nữa. Vậy là tối nay phải tắm rửa sạch sẽ, thịt xịt nước hoa thật thơm vào. Xong là giải hoa giường đấy nghe chưa. Vậy là hai vợ chồng cưới nhau được bao nhiêu năm rồi? 25 năm rồi. À vậy là lấy vợ sớm thế nhỉ, xuống màn bắt vợ sớm thế. Lời từ nhỏ mà. À ôi giời ơi. Thế là chồng hơn vợ có 1 tuổi nhỉ? Được, tốt, chúc hai vợ chồng hạnh phúc nhá. Thế thì đẻ được 2 thằng con trai à? Thế đợt này sau cái sinh nhật này khéo lại đẻ thêm đứa con gái nữa nhỉ? Sau cái sinh nhật này đẻ đứa con gái đấy nhá. Được. Biên cao quá thăm hiểu lắm. Lên lại vào biên nhà như cái biên cái quyền rồi kìa. Biên và tạ biên và tắt nên biên và tạ biên và tạ. Rồi ok, chúc sức khỏe nha. Chạy lên mâm trên một tí cho nó lịch sự ấy. Để xuống thăm chị em tí thế nào, cố bản như nào đấy. Rồi này, lên mâm trên xíu. Ô xuống kia uống với vợ xuống ăn một lon mà nó phê mất rồi. Phê rồi à? Phê. Chú bóc ạ. Phê mất rồi. Nó rồi.
À, hôm qua là nước là mưa không tới. Là em nói với anh Lâm này, hôm qua là đi tiêm cho nó đã bung á. Ai? Vợ em ấy. À. Hôm qua đi tiêm cho nó hôm qua là 1 triệu. À. Thế đúng ngày hôm nay sinh nhật mà trưa nay gọi điện cho Suman mà không nói này sinh nhật em, ví dụ vậy là ý là nói như vậy cho nó ngại hiểu chưa? Sợ ngại hả? Ờ, vì em á từ nhỏ đến lớn là chưa ông già chưa sinh nhật cho em ấy. À. Là bây giờ là nó mới nghĩ lại ấy. À thế thì Suman làm lễ báo hiếu cho bố chưa? Hả? Đã làm báo hiếu cho bố chưa? Xong rồi. Làm rồi à? Bị trước xong rồi. À làm lâu chưa? Lâu rồi. À. Lâu trước cô cưới kìa. Không nhưng mà hôm nay là bố làm sinh nhật cho con như này là tuyệt vời đấy. Theo như cương vị như Lâm nghĩ là một người cha mà quan tâm đến con như này là thật rất là tuyệt vời. Thường thường hồi giờ là sinh nhật cha là con làm cho cha, nhưng mà hôm nay lại cha lại làm cho con thế này là tuyệt vời. Tốt. Thế hôm nào sinh nhật ba là lại hú Lâm nhá, vào tổ chức cho ba nghe chưa. Chú Bóc có nhớ ngày sinh nhật của mình không? Chắc không nhớ đâu. Không nhớ à? Nhớ nhưng mà 1 tháng 1. À. Mà... toàn mùng 1 tháng 1 hết. À vậy là do mình không nhớ đi làm chứng minh. Thì vậy đấy. Do mình không nhớ là lên làm căn cước công dân hay làm cái gì là người ta toàn ghi mùng 1 tháng 1 hết. Tháng 1 cứ số 1 hết. Cái gì là vậy là không đúng ngày của mình rồi. Đấy. Thì cái cứ mùng 1 là sinh nhật. Năm mới mà. Mùng 1 năm mới sinh nhật. Mùng 1 cái này người nào chia đúng ngày một ngày đó thôi sinh nhật. Ờ. Đúng một ngày đó trên được. Đây là nhét nhá các bạn nhá. Nhét là từ Campuchia mới có ấy. Nhưng mà thì gọi là cá. Suối của mình nhà đây không có đâu. Cá đề hiếm lắm. Xem màn ăn nhưng mà có ngon hay không là cá này là Sumaco đúng không? Sumaco. Ừ. Chấm với đào ngon á, quá tuyệt vời luôn. Nếu mà cơm rượu yếu thì mình ăn về cá này là thay vì tuyệt vời luôn. Ừ. Nhưng mà Lâm ngửi cái mùi này, Lâm vẫn chưa dám ăn. Mùi nó vậy mà. Ừ. Mùi lại như vậy thôi. Nhưng mà ăn vô cái vị như nào em? Thì nó đắng. Nó đắng á? Đắng, thơm. Thì anh cứ nhắm được đi. Nhìn là anh thử nhắm anh phải thử một cái thế nào. Được thì nuốt. Lại thịt gà này. Lại thịt gà. Nhưng mà nếu anh ăn không được thì anh có ấy ra ngoài thì thông cảm cho anh nhá. Không sao, không sao. Dạ bởi vì Lâm chưa ăn cái này bao giờ hôm nay. Thử cái vị nó như thế nào. Để biết. Đây là trải nghiệm mà. Ăn nhiều nữa. Ý là gói với cái lá này ngon này gói lá nào? Cứ gói lá nào chả được. Ý là mình trải nghiệm thử cái món này các bạn, mình chưa dám ăn luôn. Thưởng thức đó. Là con cá nhỏ của Campuchia ấy. Cá này cá gọi là cá nhét đúng không? Ờ, cá nhét. Cái mùi thì cảm giác là mình chưa khẩu vị của mình chưa hợp. Nó có mùi nhưng nó đắng đắng đúng không? Ờ đắng. 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 À, vì nó mặn hơn chút đúng không? Đúng rồi, phải nếm cái con nó mình mới biết này. Do cái này mình thêm gia vị. Đắng đắng mà em cho hơi cay hơi mặn. Mặn. Đấy, nó phải cay chứ. Như thế là ăn cơm nó mới ngon chứ. À. Không các bạn là người ngon nhiệt thở. Người cái mùi là nói chung là người cái mùi thì nếu như bạn nào không hiểu ẩm thực nó không được quyến rũ lắm nhưng mà ăn vô cái vị nó lại giống như kiểu pate. Ăn cái vị giống pate ở trong bánh mì pate á. Đây họ nhái toàn nhái kiểu là cá giống như cá trắng miệng cá nhỏ xíu. À. Nhỏ xíu mà giống như cá trắng. Họ nhái họ bán rồi. Đây nhá các bạn nhá, đây là cá của Campuchia nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà thì bên đây còn cá nhét đây à? Bên mình kêu là nhét. Đúng rồi, cái mùi rất là khó chịu vì bởi vì đợt Lâm đã đi làm ở trên con Tum. Vì nó cá này là gọi là đặc sản của người Gia Lai mình. Đấy. Là cá nhét này là chỉ có ở sông Ba Cô thôi. Đấy, chỉ có ở sông Ba Cô. Cá này đợt Lâm ở trên con Tum là bà con là cho trong cái ống gác ở trên bếp. Đúng rồi. Mở ra cái mùi nó khắm, nó ghê lắm nhưng mà nấu canh là Lâm ăn rồi, rất thơm. Đấy. Nấu canh là Lâm ăn rồi. À. Cái này nó canh với cái cà. À. Đi ăn cái tọng nữa chứ.
Nhưng mà cái mùi là người nào cũng quen là không ngửi được cái mùi đúng không? Đây caramel đưa gần đây cho các bạn xem con cá nhét. Cái này nhỏ mà. Đây là cá nhét các bạn ấy. Cá này bên Campuchia nhiều với sông Ba Cô mới có thôi. À, đúng rồi. Đây là cá nhét các bạn ạ. Đấy, đây này. Cá nhét họ đã xay và làm ra món này. Dạ. Đó, giã ra. Giã ớt với... Nhưng mà đặc sản của vùng miền các bạn ạ. Đây là ẩm thực vùng miền. Cho nên các bạn xem video các bạn phải thông cảm. Bởi vì sống đâu là Âu đó, đi nước nào ăn mắm ngué, đi đâu mình sống ở đó. Phong tục tập quán. Cho nên là mình muốn chia sẻ những thức phim lên cho các bạn xem. Để các bạn hiểu là phong tục tập quán của vùng miền. Mỗi nơi một kiểu. Cho nên các bạn xem video các bạn hết sức thông cảm. Các bạn, nhiều bạn xem video bình luận là những cái món đó, thế nọ thế kia. Do các bạn không được sống trong cái môi trường đó. Cho nên các bạn sống xa hoa quen rồi các bạn nghĩ là như thế đúng không? Nè, đánh nghe bố này. Mời chú Bóc nhá. Hôm nào chú Bóc mà làm nhà là gọi Lâm ra nhá. Hôm nào chú cứ làm nhà đi. Mai bỏ móng rồi. Ừ, bỏ móng hay làm nhà gọi Lâm ra nhá. Rồi. Có cái cây không? Có năm nữa. Nó mới chắc. Để lên. Để ôm mọ. Kiểu vai nhá. Thế này hôm nay sinh nhật Sư Man thì tối nay chắc là lại đồng phòng Hoa Trúc để kiếm cô con gái này chứ. Hả? Sư Man là lúc nào cũng cởi trần mà người săn như gà rừng. Đấy, cơ bắp quần quận như Lý Đức vậy các bạn ạ. Đấy. Đây em muốn cốc to này, anh muốn cốc nhỏ thôi. Hai anh em. Rồi ok. Bắt tay chứ. Em lấy rượu mời Sư Man một cái đi. Em mời trước Sư Man đi. Hai anh em uống nhau một cái. Chúc anh Sư Man sức khỏe đi. Đây là em của Sư Man là con bác. À rồi ok. Như cái gọi là con được lại. Con chú con bác. À. Con... em là con nhà chú bác, con bác con nhà bác em. Vậy thì Sư Man là em. Nếu mà người thì kinh là kiểu là em đúng rồi à, nhưng mà nếu mà bên người địa phương á là theo tuổi tuổi nhiêu thì tức là người địa phương mình là ông nào nhìn thấy mặt trời trước là ông đấy là anh đấy. Nhưng mà thôi. Bên mình ấy là Sư Man là em này. Đây là chức to hơn này đúng rồi con nhà bác mà tức là mẹ của em là như nào mẹ bộ này là mẹ của em là tức là út mẹ của em là út còn bố của em là anh à. Rồi đúng rồi nếu mà theo như người kinh mình là ngày Tết phải đến Tết luôn đấy nhưng mà người địa phương mình là cứ ông nào nhìn thấy mặt trời trước đấy là anh đấy ok đấy thôi như bây giờ nhá bây giờ đường thì còn xa thôi nay sinh nhật Sư Man thì Lâm vô tình mà không biết thì thôi vô tình này thì mà đi qua ghé được rồi chúc Sư Man sức khỏe này Lâm cũng xin phép chú Bóc rồi xin phép anh em là về vì đường còn xa lắm nhá rồi mạng ngàn thôi video cũng dài rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Nếu các bạn thấy video của mình hay, ý nghĩa thì cho mình một like, một đăng ký kênh, một chia sẻ nhé. Xin chào. Hẹn gặp lại các bạn vào những video sau. Bye bye. Sư Man chào các bạn đi. Xin chào các bạn. Rồi, xin chào nha.